Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 7 sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị 21 trước kỳ họp lần thứ 13 khóa 10, chiều 30 tháng 11, cử tri Phú Nhuận đã bày tỏ quan tâm đến trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội bị bắt mới đây. Theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cử tri Nguyễn Quốc Cường, phường 10 cho rằng Quốc hội giám sát chưa hiệu quả, mới đây nhất là trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tôi đề nghị và mong các đại biểu Quốc hội quan tâm thực hiện chức năng giám sát để phát điện cảnh báo, cảnh tỉnh sớm, từ xa, không xảy ra sai phạm nghiêm trọng của tổ chức cá nhân làm ảnh hưởng tới uy tín của các cơ quan đơn vị nhà nước, cử tri Cường nói. Trao đổi với cử tri, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm cho hay, ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc hội khóa 14, thời điểm trước khi bị bắt, ông Nhưỡng đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội. Bà Lan cho rằng khi xảy ra vụ việc cần đợi kết luận của cơ quan điều tra, tuy nhiên đây cũng là điều đáng tiếc. Dù vậy, việc này cũng chứng tỏ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không có vùng cấm, không miễn trừ cho dù đó là vi phạm của ai. Tôi muốn nhấn mạnh là không có vùng cấm, bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm, xử lý thích đáng của pháp luật, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nói thêm. Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri có ý kiến liên quan đến vấn nạn lừa đảo trên mạng, vi phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp, việc đôn đốc tiến độ khởi công các dự án ở thành phố Hồ Chí Minh. Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức buổi thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online. Tại cuộc họp, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Trả lời câu hỏi này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nêu rõ, vụ án này đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý giải quyết và chưa thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Ông Yên nhấn mạnh, các cơ quan chức năng đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng thẩm quyền. Ông cũng chỉ rõ thông qua sự việc này, cần thấy rõ đối với ông Lưu Bình Nhưỡng là người có nhiều ý kiến ở các diễn đàn khác nhau. Những đóng góp tốt thì chúng ta phải ghi nhận, nhưng những vi phạm của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng phải xử lý. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì cần tin có căn cứ. Ông Yên nhấn mạnh thêm, theo ông Yên, pháp luật của chúng ta quy định rất chặt, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự. Để quyết định khởi tố một vụ án, quyết định khởi tố một bị can, đặc biệt áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam là cực kỳ nghiêm trọng. Bộ luật tố tụng hình sự quy định rất chặt chẽ, không một cơ quan nào có thể tự thực hiện. Toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát cung cấp kiểm soát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn. Nếu khó khăn vướng mắc còn phải xin hướng dẫn của các cơ quan tiến hành tố tụng. Những vấn đề khác còn được các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm xử lý, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của nhà nước, tổ chức. Ông cũng chỉ rõ, người dân chưa hiểu còn băn khoăn, lo lắng, ý kiến này, ý kiến khác, nhưng hãy tin vào kết quả điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Cũng theo ông Yên, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ có nhiều thông tin hơn để hiểu nhiều chiều, đánh giá công tâm, khách quan, đúng bản chất sai phạm về vụ án này. Theo Công an tỉnh Thái Bình, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, thường gọi là Cường Quắt, đối tượng hình sự, có 3 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Ngày 14 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, quê xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Ghi nhận từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào tháng 5 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Cường về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Theo điều tra ban đầu, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều. Từ đó các đối tượng gây sức ép,
buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền Phạm Minh Cường và đồng bọn chiếm đoạt của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh đã mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, thường trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Ông Nhưỡng quê tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo người dân địa phương, ông Nhưỡng thường xuyên về quê vào các dịp lễ Tết và có các hoạt động kêu gọi kinh phí hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như công tác an sinh xã hội. Một lãnh đạo xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà cho biết, lực lượng công an đã đến khám xét ngôi nhà liên quan tới ông Nhưỡng ở thôn Hà Lý. Lực lượng công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông báo với công an xã, chính quyền địa phương và mời phối hợp chứng kiến việc khám xét ngôi nhà mà ông Nhưỡng thường về ở quê. Ngôi nhà này là nơi thờ cúng bố mẹ ông Nhưỡng. Thời điểm xảy ra việc khám xét, một người hàng xóm được gia đình ông Nhưỡng nhờ trông coi dọn dẹp tại đây. Việc ông Nhưỡng bị bắt và khám xét ngôi nhà kể trên khiến lãnh đạo xã, người dân địa phương hết sức bất ngờ. Trao đổi với báo chí, ông Lưu Văn Hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Dũng, người được cơ quan điều tra mời đến chứng kiến phối hợp việc khám xét ngôi nhà trên cho hay. Trước sự chứng kiến của chính quyền, cơ quan điều tra đã đo đạc, chụp ảnh hai cánh cổng bằng gỗ. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đề nghị địa phương tạm thời có trách nhiệm quản lý tài sản này. Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà ở quê của gia đình ông Nhưỡng đã đóng kín cửa. Hai cánh cổng dẫn vào nhà làm bằng gỗ, kích thước khoảng 3m x 3m. Phía trên cổng có dòng chữ Ngũ Phúc Lâm Môn, được khắc chạm cầu kỳ, đẹp mắt. Như đã đưa tin, việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với ông Lưu Bình Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, về tội cưỡng đoạt tài sản. Quá trình bắt bị can và khám xét, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu quan trọng để mở rộng điều tra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.